Hiện tại là bây giờ cô Hồng xuống đây là cô đã nặng hơn. Trời ơi, người tím hết trơn rồi nè. Cô hiện giờ thấy làm sao trong người rồi cô Hồng? Hả? Bác Nhức quá hả? Nhức hết người luôn hả? nổi này lên là bác con học đến lớp 7 nghỉ rồi. Hiện tại là con 14 tuổi ha. Dạ. Học lớp 7 là nghỉ là do con không học nữa hay là nhà không có điều kiện? Cũng mẹ con bệnh á, con đi nuôi mẹ không ai ở nhà hết, không ai đi nuôi mẹ, con phải đi á, nên không có học được. Ví dụ đi học lại đi không? Chắc có. Tại sao? Con thích làm mà. Con thích học để sau này đi làm hay sao? Học mới có việc làm được, có tiền nuôi mẹ. Em nhỏ xin được gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị thân mến. Ngày hôm nay thì em nhỏ đang có mặt tại một cái phòng bệnh của bệnh viện Ung Bướu. Và ở đây thì có hai bệnh nhân luôn. Hai bệnh nhân là em nhỏ đã thăm gần đây. Đó, nhưng mà cái điều đặc biệt thì để tí em nhỏ nói sau ha. Còn bây giờ thì cho em nhỏ nói vài cái lời về cái quá trình làm thiện nguyện. Có vài trường hợp cô chú anh chị có gửi tiền đến để giúp những bà con chữa bệnh. Em nhỏ cũng đang giữ. Nhưng những trường hợp đó, ví dụ như đang vô thuốc xong cái bác sĩ cho về vài ngày, cái bệnh nhân nhớ nhà quá cái chạy về quê, cái chưa có vào được, cho nên là em nhỏ không có gặp được như trường hợp của cô Niệm nè, chú Thạnh nè, bé Ngọc My nè, đó là đang ở quê chưa có vào, vài ngày nữa vào. Và một cái trường hợp nữa là khá là ngặt, đó chính là Gia Luận, bé Gia Luận thì lên bệnh viện Nhi Đồng mổ, mổ mà nằm trong một cái phòng mà giống như giống mấy bé sơ sinh vậy đó, rồi dây nhợ gắn nữa, không có đi ra ngoài được đó, mà một mình bà ngoại chăm nữa, bà nội chăm nữa, cho nên là không có đi ra ngoài được và em nhỏ không có thể nào gặp được, cho nên là vài bữa nữa thôi là sẽ ra ngoài và em nhỏ sẽ gặp được và em nhỏ sẽ gửi những cái phần quà của cô chú anh chị đến với những bệnh nhân. Còn một cái trường hợp nữa là chị Dung và con phóng sóng lưu bạc đó, có nghĩa đi xe máy, nhưng mà chị Dung á là giống như đi mây về gió vậy đó, là lúc ở tỉnh này lúc ở tỉnh kia, hay thiệt mà đi xe máy đó, cho nên là em nhỏ chưa có gặp được. Nếu mà gặp được á, khi mà chị về Sài Gòn á, thì em nhỏ sẽ gặp đó. Thì cũng những cái món quà của cô chú anh chị gửi tặng cho các bệnh nhân á, thì cũng thông cảm cho em nhỏ, tại vì chưa có gặp việc, cũng vài ngày nữa thôi cô chú anh chị. Chứ thật sự mà em nhỏ giữ những cái khoản tiền nó không có sướng gì đâu. Em nhỏ cũng mong là trao cho những bệnh nhân họ có cái kinh phí nhưng mà họ về quê. Đó. Cho nên là cũng mong cô chú anh chị thông cảm nha. Vài ngày nữa thôi em nhỏ sẽ gặp tất cả những cái trường hợp đó. Và ngày hôm nay cũng là một trường hợp làm lay động bệnh viện. Có nghĩa là những người xung quanh đây rất là thương đối với trường hợp này. Đó chính là trường hợp của cháu Dũng nuôi mẹ đang ung thư tại bệnh viện. Xin mời cô chú anh chị gặp lại cháu Dũng nha. Đó, cô Hồng bây giờ là cứ cứ rên không à, đau đớn trong người. Cô Hồng là bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 4 theo cô nói là vậy. Đây nè, đây là mọi người, đây là Dũng nè, ngoan lắm Dũng. Chú chào con nha. Dạ. Nay 14 tuổi đúng không? Nãy giờ làm gì cho mẹ đó? Bóp chân cho mẹ. Bóp làm sao? Cái chân đâu có thấy, cái chân đâu, chùm cái mền này có thấy đâu. Cho mẹ lạnh nó chùm lại con bóp. Hả? Nói to rồi không nghe. Cho Làm mẹ sao? con lạnh á, mẹ kêu chùm mền lại cho mẹ đỡ lạnh. À, vậy ha. Rồi cái tay con vậy con bóp được không? Dạ được. À, đối với trường hợp của Dũng là rất là được nhiều người yêu mến nha cô chú anh chị. Tại vì thứ nhất là cậu bé này có tật, đi không vững mà chậm chậm nữa, mà phải chăm mẹ ở đây, cho nên là nhiều người rất là thương. Mà đấm hoài á, lúc nào mẹ ngủ là đấm hoài á hả? Dạ, à, mẹ đỡ đau ngủ rồi con mới xuống. Rồi mấy bữa tối nay á mẹ có ngủ được không? Cũng ngủ được. Hả? Cũng ngủ được á, mà có mấy đêm thì chào ruột kêu dậy pha sữa. Vậy Hoặc ta? là đau quá kêu dậy bóp chân bóp tay. Đau quá là đau đau sao vậy? Mẹ la sao? Rên Miêu rồi tả không có chú không? la nữa. Rên giống vậy nè. À, rên giống vậy hả? Dạ. Chà.
Rồi pha sữa cho mẹ là pha sữa gì? Dạ sữa này nè. Brochure à? Dạ. Biết pha không? Dạ biết. Ai chỉ con pha? Cái máy gì trong phòng chỉ không? À. Mà cái điều chú thắc mắc ở đây là sao mẹ với con xuống đây từ lúc nào rồi? Mà sao lại xuống đây biết không? À, mẹ con tái phát, mà tái phát lên phổi, người ta chuyển xuống khoa này á. Ừ, tái phát. Dũng không biết, nó kêu là tái phát. Đó là cô chú anh chị cũng hiểu à. Mà cũng nặng hơn. Cho nên xuống đây. Xuống dạ. Đây được vài ngày rồi, là mấy ngày rồi? Chắc được 1-2 ngày rồi. À, cô nói 3 tuần. Cô không có rõ. Cô mới xuống đây phòng đây có mấy ngày à? Dạ. Rồi dạ, hằng ngày thì con làm cái gì cho mẹ? Ví dụ sáng sớm cho tới chiều tối là làm cái gì cho mẹ? Sáng con mua cháo gì cho mẹ ăn rồi. Ừ. Thì chưa chưa mẹ không kêu, không đau gì thì con nằm trên giường thôi. Dạ hả? Đến chiều thì có gì thì mẹ kêu con mua, thèm ăn gì thì mẹ kêu con đi mua. Mà con đi xuống ở dưới bệnh viện là bao lâu mới ra được cái cổng trời? Hay là con đi căng tin? Căng tin bên này? Căng tin thì không có nhiều đồ. Mẹ kêu ăn trái cây đồ. Dễ ha. Dạ. Là tự xuống dưới đi mua. Dạ. Mà các con đi lâu đúng không? Dạ. Tại vì không có bình thường, cái chân của Dũng bị tật á, đi lâu lắm. Rồi mấy ngày nay chị hai nè, với lại là bà con có điện thoại cho mẹ hay là hỏi thăm gì con không? Dạ có. Là ai? Có chị con hỏi mẹ giờ sao rồi, đỡ dạ. Hơn chưa, khỏi nữa không? Là chị. Dạ. Chị hai là 20 mấy tuổi đúng không? 32 tuổi. À 32 tuổi, do đang có thai rồi sắp sinh cho nên là không có đi chăm được, cho nên Dũng mới đi chăm. Dạ. Rồi ai nữa không? Mấy người lớn á? Mấy người cũng không con. Nhiều á. Lâu lâu thì có gì Tư, gì Năm độ hỏi thăm à? Dạ. Có kêu lên đây thăm không? Chắc mấy tiếng nữa dì Út còn xuống đây thăm. À vậy hả? Từ Tây Ninh xuống là cũng xa, cũng hơn tiếng ha, đúng ha? Dạ. Bây giờ hiện tại thì cô Hồng không có nói chuyện nổi, giờ cô cứ than đau mà. Và khoảng vài tiếng nữa là người nhà có lên thăm ha, có nói là thay con chăm sóc không? Dạ có, ở lại mấy ngày. Ai? Dì Út của con. Dì Út là em của mẹ hả? Dạ. Ừ, vậy cũng được. Chứ thấy con ở đây, ở mà sau khi chú đăng con lên có nhiều người tới phòng trực tiếp nè, rồi có những người tới cho con quà nữa đúng không? Con không thấy nữa. Hả? Con ở đây hoài nhưng không thấy ai lại cho quà. Hay là chắc người ta lên phòng cũ ta? Lúc trước là con nằm phòng cũ là lầu mấy? Lầu 9. Lầu 9, ở đây xuống lầu 3 rồi. Dạ. Đó là cũng sợ mấy người lên đó không thấy. Nè tay nè, tay của Dũng nè, chú vậy nè. Tì thẳng, để thẳng này coi. Nè nó không có như bình thường. Bị cong ha, từ nhỏ dạ. Dũng ha. Tay này là đỡ nha. À, tay này mới tội nữa nè. Là cong vậy thôi chứ không có thẳng được. Rồi trưa nay ăn uống gì chưa? Dạ mới ăn nãy. Con ăn gì? Ăn cơm từ thiện. Con đi xin đây là sao? Có đâu, chú đó xin về cho mấy người trong phòng. À xin nha. À bình thường là con cho mẹ uống cái thuốc gì nữa đâu? Chị chú coi nhở. Thì bệnh viện cho thuốc uống. Mẹ nhẹ cho đó. Một viên này thôi hả? 4 viên mà mẹ con uống hết 3 viên. Còn lúc không có thì uống thuốc này. À vậy hả? Dạ. Rồi được rồi. Cái này mấy đồ này là toàn từ thiện cho không hả? Có mấy cái mẹ con thèm á, kêu con đi mua. Ví dụ mẹ thèm gì vô? Thèm này nè. Cái này là gì, kho gì đây? Kho gì hả? Này khoai củ từ. Ừ. Nói chung á, cô chú anh chị là bây giờ cô Hồng á nặng hơn.
Hiện tại là bây giờ cô Hồng xuống đây là cô đã nặng hơn. Để hỏi cô, cô nói được vài chữ không? Vài chữ thì trời ơi, người tím hết trơn rồi nè. Cô hiện giờ thấy làm sao trong người rồi cô Hồng? Hả? Bác nhức quá hả? Nhức hết người luôn hả? Nổi này lên là bác quá. Dạ. Sao tay tím tím nhiều dữ vậy? Người ta lấy máu. À, người ta lấy máu ha. Bây giờ không ăn uống gì luôn. Đuối rồi, bữa nay mệt quá rồi. Ủa rồi rồi có làm gì cho mẹ nữa không Dũng? Bác sĩ ngoài thuốc ra có làm gì nữa không? Có lúc truyền nước là truyền máu á. Rồi tối con ngủ đâu mà sao chú thấy hai gối trên một giường luôn? Có, con ngủ đây nè. Rồi ví dụ bây giờ có dì Út lên á thì con có về nhà không? Hay là con đi đâu? Hay là con vẫn ở đây luôn? Chắc con ở đây. Ở đây với mẹ luôn hả? Dạ. Trời ơi, mẹ nhiều lúc mẹ kêu đâu, mẹ kêu làm cái này không biết đường làm. Thì điện hỏi chị. À, điện hỏi chị. Có khi nào mẹ đau quá chạy lên hỏi bác sĩ không? À, có, mẹ kêu đau quá thì mẹ kêu lên bác sĩ cho mẹ mũi thuốc bơm nước biển cho mẹ. Ai mới cắt tóc hồi nào đây? Ai dẫn đi cắt đây? Chị con lúc trước xuống đây thăm mẹ dẫn đi cắt tóc luôn. Rồi. Rồi chuẩn bị chị lên tới đây chưa? Chị ngày nay có lên đây không? Lên thăm mẹ không? Dạ không. Có gì dì Út hả? Tay. Tay sao bóp nha, coi bóp nè. À con cứ bóp bình thường đi. Nó đâu có ấy được đâu. Con không biết con đang cầm cái gì của mẹ không? Bàn chân. Bàn chân hả? Dạ. À cho chú hỏi cái hồi xưa là con học là lớp mấy là con nghỉ rồi? Dạ. Con vừa bóp đi rồi vừa nói chuyện không sao đâu. Con học đến lớp 7 nghỉ rồi. Hiện tại là con 14 tuổi ha. Dạ. Học lớp 7 là nghỉ là do con không học nữa hay là nhà không có điều kiện? Cũng mẹ con bệnh á, con đi nuôi mẹ không ai ở nhà hết. Không ai đi nuôi mẹ, con phải đi á nên không có học được. Là nghỉ luôn. Dạ. Cố gắng cái này qua đây một chút xíu nha. Là do là mẹ bệnh cho nên là từ đó là nghỉ luôn. Dạ. Rồi lúc là mẹ bệnh là nằm bệnh viện nào hay là nằm ở nhà? Có nằm bệnh viện, nằm ở nhà. Có khoảng thời gian mẹ con đỡ đau thì lên bệnh viện bú khám. Khám xong về xong đi tiếp. Mỗi lần dậy mẹ về nằm ở giường mấy ngày bớt. Mà chú hiểu hỏi nè, con đi học vậy rồi cái tay vậy sao con viết bài được? Dạ tay cầm được, nói chỉ còn vậy thôi, cầm là viết được. Con viết nhanh như mấy bạn được luôn hả? Viết cũng từ từ, không nhanh lắm. À. Viết nhanh thì chữ nó sống, không đọc được. Vậy ha. Dạ. Rồi lúc con còn đi học với cô rồi thầy cô trên trường có hỗ trợ con gì không? Dạ không. Nhà trường không hỗ trợ gì ha? Dạ, nhà trường không biết nữa. Rồi lúc đó con đi học bạn bè có nói gì con không? Dạ không. Dạ như kêu có tật, có tiền, có tật rồi này kia không? Dạ không. Mà vẫn bạn bè vẫn chơi với con bình thường ha? Dạ. Không có ai xa lánh hết đúng không? Rồi ví dụ bây giờ con đi học nữa đi không? Ví dụ đi học lại đi không? Chắc có. Tại sao? Con thích làm mà con thích học để sau này đi làm hay sao? Học á, có kiếm việc làm á để nuôi mẹ. À, vậy ha. Đi học mới có tương lai rồi mới kiếm việc làm cho mẹ. Đó, mà tay chân nghề cũng khó à nha. Rồi ví dụ sau này con muốn làm gì mà nuôi mẹ? Con cũng không biết nữa. Hả? Ví dụ mình muốn làm gì? Mình muốn làm bác sĩ hay là làm công an hay là làm kỹ sư rồi này kia, con có hình dung được con sau này con làm gì không? Hay là kinh doanh hay là làm sao đó? Chưa nghĩ lắm. Chưa nghĩ thôi. Dạ. Chỉ muốn làm có tiền thôi, là nuôi mẹ.
Hồi trưa con nói là ba con đi là con không biết mặt hả? Hay là biết mặt không? Dạ có. Lúc đó là sao? Lúc đó con chưa sinh ra, lâu lâu con được mấy tuổi á, thì lâu lâu ba vô thăm con mới biết mặt. Mấy lần thăm biết không? Cũng nhớ nhiều á, cứ mấy tuần vô thăm lần. Rồi sau này con lớn là ba không thăm nữa hả? Vẫn vô thăm bình thường, lâu lâu cho mẹ tiền khám bệnh. À vậy ha. Nhưng mà bây giờ ba biết mẹ đang bị bệnh nặng ở đây không? Dạ biết. Có vô không? Con không biết nữa. Con ở đây với mẹ mà không biết có vô hay không hả? Dạ không, chưa thấy vô. À là chưa vô đó ha. Lúc trước chị con nói ba vô thăm mà đến giờ chưa thấy. À vậy ha. Rồi mà ba có liên lạc với con không? Dạ có, lâu lâu gọi điện hỏi thăm. Hỏi thăm sao vô? Hỏi con cơm chưa, mẹ giờ sao rồi. À dạ. Chứ còn vô thì ba chưa vô. Dạ. Chị nói trong mấy tuần. Ví dụ như ba với mẹ con thương ai hơn? Dạ. Thương cả hai. Thương cả hai. Mà lâu quá không gặp ba ha. Ha. Dạ. Phải mấy năm rồi chưa gặp. Có không? Cứ cách mấy tháng ba vô thăm mấy lần. À. Thôi nhưng mà đặc biệt con nói đặc biệt. À, ví dụ như có một hai cuộc điện thoại của ba gần đây á thì con nói như thế này. Chú nói cho con biết này để con nói lại nha. Dạ. Chú kêu là bây giờ mẹ bị bệnh nặng, không có ăn uống được gì hết. Đang nằm ở trong bệnh viện. Ba có rảnh thì ba vô thăm nha. Dạ. Hỏi nói vậy nha, cho vô thăm với mẹ. Chứ để mẹ nằm ngay nhiều lúc buồn, hiểu không? Dạ. Hiểu không? Mà ba biết mà mẹ con không ăn được gì hết. Ba biết chưa? Dạ biết. Ồ, biết luôn rồi hả? Vô thì thăm mẹ con mua mấy lốc sữa Ensure cho mẹ con uống. Ừ. Rồi đó thì con cứ nói thêm vô, nói thêm nói là tiền kêu mẹ cũng mệt lắm rồi, ba vô đi với mẹ đi. Dạ. Đó. Rồi có thể thay con chăm sóc cũng được, không sao. Ừ. Rồi về những cái số tiền mà chú gửi cho con thì con đã đưa mẹ hay là con cắt đâu rồi sao rồi? Dạ cắt trong túi mẹ. Ừ, cẩn thận ha. Dạ. Ví dụ như mẹ cần gì hay con cần gì thì lấy chích ra mua nha. Tiền đó là tiền cô chú cho con với mẹ để có sức khỏe ha, với lại cái viện phí. Dạ nha. Ừ. Rồi ngoài ra chú nghe nói có mấy người tới phòng bệnh nữa mà, phải không? Như cũng vậy. Hả? Cũng vậy là sao, nói nghe hả? Cũng có mấy người vô phòng bệnh. Ừ, đi thăm trực tiếp đúng không? Đúng không? Cũng ừ. Rồi. Ví dụ thường ngày con đấm cho mẹ là đấm bao lâu mới xong? Hay đấm hoài đấm hoài? Con ngủ mấy ngần ha, con cũng chắc. Trời, đấm khi nào mẹ ngủ kia mới dừng. Rồi biết khi nào mẹ ngủ, làm sao thấy, đứng đây sao thấy. Hay nào mẹ em im á, hết gen rồi biết mẹ ngủ rồi. À hết gen rồi à, thì biết mẹ ngủ. Nhưng mà đặc biệt cô Hồng mà không có nói chuyện nữa nổi cô chú anh chị, cho nên là đa số em nhỏ sẽ nói chuyện với Dũng. Tại cô lần này là bết hơn, nặng hơn. Nặng hơn cái lần mà em nhỏ gặp ở lầu 9. Tội bóp thì không biết khi nào nữa ha. Dạ. Con có mệt không? Có khi nào mà anh chăm mẹ mà dạy không thấy thôi mệt mỏi quá rồi không muốn làm gì nữa luôn? Cũng có. Có không? Dạ cũng có. Lúc đó con nói sao để chú biết hả? Lúc đó con làm sao? Nó không có nói. Không có nói hả? Hay là bây giờ để mẹ ở đây rồi thì đi về quê rồi để cho mấy gì của mẹ chăm được không? Thì tối thì con ngủ quá nên hả? Tối mẹ con cũng nói là có kêu dì Út xuống đi về quê nghỉ mấy ngày rồi lên nuôi mẹ tiếp. Ừ, được không? Chắc không được. Sao? Tại sao không được? Tại thương mẹ quá hả? Mẹ con kè đi nữa.
con sợ giúp quá kè không được. Ủa chứ con có cái tật làm sao con kè đi được? Con đi còn chưa vững mà sao con kè mẹ? Con kè mẹ nó dịnh từng chỗ đi á. Ừ. Đi chậm chậm. Ừ. Có mấy lúc xém té nữa. Đúng rồi, tại vì Dũng nó đã bị tật tay rồi vừa chân nữa. Chân là đứng không được, chân là nó bị sụn vô. Nói chung là đi đứng khó khăn mà còn kè mẹ nữa. Dũng là bị từ nhỏ. Đó, mẹ cũng em rồi đó. Xoa nhẹ nhẹ thôi là mẹ ngủ. Đây để Dũng đứng qua đây nè. Chú cho mọi người thấy rõ hơn về cái Dũng nè. Qua đây nè camera. Nó tội nghiệp lắm. Ừ. Về chân nè, tay nè, cứ giơ tay con coi hả? Đó, tay như vậy là thẳng nhất rồi đó. Thẳng nhất có thể rồi. Đúng không? Dạ. Ừ. Đó, chân nè, chân cô quắp vô vậy nè. Đi đâu có được đâu. Có khi nào những cái vết thương này, những cái này của con mà nó làm đau đớn hay là trở trời có đau gì không Dũng? Dạ không. Cứ bình thường vậy hả? Lúc đứng lâu quá thì nó chân nó mỏi nó đau. À vậy ha. Tội nha. Nè bên này mới ấy nè. Dũng xoay cái chân ở đây xíu vô cho chú nè. Chân này nè. Xoay qua đây nè. Đó nè. Nó bị cong vô nè. Đó, bị cong không thấy mắt cá luôn. Đó, bên này không thấy. Giống này giống phẫu thuật mà Dũng hả? Dạ. Nhưng mà chưa giờ có phẫu thuật không? Dạ có. Ủa có phẫu thuật rồi hả? Dạ. Nó phẫu thuật. Rồi con ngồi đó đi. Nó làm sao? Con nói làm sao? Thì hồi nhỏ chân con nó kiểu bị cong vô á. À. Mẹ thấy vậy chở đi phẫu thuật á. Cũng năm mấy. Nhẹ ha. Chân này thì đỡ hơn. Chân này thì nó phẫu thuật sao bẹt qua đây luôn. Cũng bẹt qua luôn hả? Dạ. Ví dụ như chú rời vậy có đau không Dũng? Dạ không. Ừ. Lành hết rồi nè. Tại vì có thấy hai cái vết mổ nè. Bên này với bên này nè. Thấy không? Dạ. Đau lắm, người cắt đau lắm Dũng hả? Cũng không đau lắm. Ừ. Ừ. Rồi mấy bữa nay có đóng viện phí gì cho mẹ không? Để chưa, bác sĩ chưa có nói là đóng viện phí gì. Chưa đóng rồi, nhưng mà từ lầu 9 xuống đây chưa đóng gì luôn. Không bắt đóng tạm ứng luôn. Ai đóng? Chị con. Nói chung là Dũng không biết. Không biết gì hết, ngồi dẫn mẹ đi tiểu, đi tiêu rồi cho ăn là không biết gì hết. Toàn là cô Hồng biết. Đóng bao nhiêu rồi cô Hồng? Đóng 6 triệu là từ lầu 9 xuống đây đúng không? Là xuống đây là vừa xuống đây là đóng 6 triệu. Là ai đóng cô Hồng? Chị Ba là chị này không? Chị của con. Chị có bầu hả? Dạ. À, lên đây luôn hả? À lên đây đóng, cô Hồng nói là lên đây xong rồi cô Hồng đưa tiền đóng. Chứ còn Dũng thì không biết. Dũng phải cẩn thận nha. Dạ. Chú thấy nhiều người là tiếp cận với con là cũng không có được đâu đó nha. Bao nhiêu tiền cứ đưa cho mẹ giữ nha. Dạ. Ừ. Là đóng rồi, chi phí là đóng rồi. Lúc trước là chú gửi cho con bao nhiêu quên rồi? 6.2 triệu. 6.2 triệu. Dạ. Đâu hình như chú là 4.2 triệu thôi. Còn chú Chí kia là 2 triệu đúng không? À. Ừ. Đúng rồi. Mà mới vừa rồi là đóng hết cảm ơn hết 6 triệu rồi. Thì cũng đâu còn bao nhiêu ha. Dạ. Ừ. À. Mập mạp hết chứ. Người mập mạp. Mai mốt ba điện vô là nói vậy chưa? Dạ. Nha, nói là mẹ vừa nặng lắm, ba vô với mẹ đi nha. Dạ. Hay là con muốn mẹ khỏe bệnh rồi ba với mẹ về ở chung như trước không? Muốn không? Này con cũng không chắc nữa. Ý là con muốn hay không? Mẹ cũng muốn đó. Muốn ba mẹ ở chung hả? Dạ. À. Dạ. Nhớ ba điện nói vậy nha. Dạ. Ví dụ bình thường con cho mẹ ăn là mấy cái này sao ăn Dũng? Lại đây chú coi. Mấy cái này sao ăn? Mẹ ăn sao nổi? Nếu mẹ con cháo hả? Cháo nào Dũng? Cháo bằm. Dạ hả? Chắc ăn được mấy muỗng quá. Dạ. Đây nè, cái này bao nhiêu muỗng đây? Rồi sáng ăn được 3-4 muỗng là thôi vậy. Dạ. Rồi con có cho uống nước rồi này kia không? Có biết dạ chăm có. Sóc không? Rồi uống nước lọc ha. Nước nóng. Nho nè, có ăn không? Ăn được mấy trái thì không ăn nữa. Trời ơi, vậy là không có sức khỏe rồi.
Con chăm sóc mẹ ở đây á, con có thấy lúc nào mà con gặp khó khăn là gặp khó khăn về gì biết không? Con cũng chắc không, khi mà con thấy khó khăn, gặp khó khăn á thì con phải làm như thế nào? Hoặc là con chăm sóc mẹ cái lúc nào là con mệt nhất? Buổi tối. Buổi tối hả? Buổi tối là làm gì mà mệt vậy? Dạ con ngủ thức dậy hai mắt hả? Hơi mỏi. À tối khuya hả? Dạ. Mình mệt quá ha. Mà mẹ đâu quá thì mà cũng phải dậy thôi. Đúng không? Dạ. Ừ. À thôi ngày nay á thì cô không có nói chuyện nổi, rồi con nói chuyện với Dũng. Nhưng mà cô nghe giùm con này một xíu nha cô Hồng nha. À ngày hôm nay con đến đây thăm hai mẹ con là con cũng đại diện cho một số cô chú anh chị thân mến, à, gửi đến cho cô ít tiền để cô có tiền điều trị nha. À, cái này là em nhỏ vừa những mạnh thường quân gửi cho hai mẹ con đó, rồi em nhỏ cũng xin trích thêm một chút xíu để cho hai mẹ con có kinh phí. Chứ mới vừa đây thì hai mẹ con đã đóng tạm ứng hết 6 triệu rồi, giờ không còn bao nhiêu. Hai mẹ con là lúc ở quê là làm hột điều, chắc là lột hột điều cho người ta. Một ký là bao nhiêu tiền vậy? 6 ngàn. Một ký có 6 ngàn, một ngày lột được mấy ký? Được 5-6 ký. Ngày 5-6 ký là có 30-40 ngàn à? Có đâu à. Hả? Có chủ thì gom lại đưa cho từng người á. Thì nhà con lấy 1-2 tấn gì đó chia cho bà con ở đây làm. Thì chia cho mình sao mình làm đủ được. Dạ. Đúng không? Cho nên là thôi ngày hôm nay cô nghe con đọc những cái danh sách nha cô nha, cô Hồng nha. Ở đây thứ nhất là có anh Bùi Đình Nai ở Chicago, Mỹ là 1 triệu. Thứ hai là chị Hằng Phạm ở quận Tân Bình 500 ngàn. Thứ ba là cô Ngọc ở Bình Dương 200 ngàn. Thứ tư là chị Kim Thanh ở giáo xứ Bình Thới quận 11 500 ngàn. Thứ năm là gia đình cô Thanh Nguyễn ở Mỹ 1 triệu. Thứ sáu là chị Duyên ở quận 8 500 ngàn. Thứ bảy là cô Hường và chú Sơn ở Cali Mỹ là 1 triệu. Cuối cùng là cô Hứa N ở Mỹ 50 đô la Mỹ là 1.270.000, thì tổng số tiền là 5.970.000. Con gửi cho Dũng luôn nha cô Hồng nha. 5.970.000. Dũng nhận giùm mẹ này Dũng. Dạ. 1 triệu nè. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 5.5 triệu. 5.7 triệu. 5.9 triệu. 70 ngàn. Dạ. Đúng chưa? Là bao nhiêu? Dạ. Con nói lại chú nghe. 5.970.000. À đúng ha. Dạ. 5.970.000. Cái đây là số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho cô nha cô Hồng nha. Cố gắng điều trị nha cô. Cảm ơn hả. Con còn ở đây mà bye bye gì. Con còn ở đây nha. Suốt ngày là đấm bóp cho mẹ vậy chứ không biết làm sao. Rồi ủa Dũng, tiền á là con cắt cẩn thận nha. Ví dụ như mẹ cần gì á thì nói chung là đưa cho mẹ cắt cẩn thận đó. Còn khi mà muốn xin cơm từ thiện hay sao thì có mấy chú trong phòng xin giùm á thì cảm ơn nha. Dạ. Rồi con có thể nói lại là cái nhà con dưới quê á là ở đâu được không cho chú nhỏ biết không? Dạ con ở quê thì ở tổ 2. Chỉ cụ thể nha, nói to lên. Tổ 2 ấp Xu Mây, xã Thịnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tỉnh Tây Ninh. Dạ. Nhà con là chú nghe nói là sống trong cái khu đó là cũng giáp biên giới mà kiểu như vắng lắm hả? Dạ, xóm Tràm. Xóm Tràm. Cái xóm đó là sao? Cái xóm đó là sao? Thì sao con... gọi là xóm Tràm? Con nghe mẹ con nói vậy thôi chứ con cũng không biết nữa. À, vậy đó, ha. Rồi nhà con là vẫn còn nhà lá luôn hả? Dạ. Rồi sao
sao không xây ta? Chắc hả? Dạ, cũng có bên góc bên đây thì nhà lá, còn bên đây thì xây bằng gạch. Là bên đó có ai ở không? Dạ có, bán đồ bán quán mà. Là mẹ bán hay chị hai bán? Mẹ con làm không bán được, có chị con với con, bữa trưa thì chị con ngủ con bán. Bán quán tạp hóa thì chắc cũng không bao nhiêu. Dạ. Trong cái chỗ đó giáp biên giới này. Giáp là giáp với Campuchia hả? Chắc vậy, con cũng không biết nữa. Dũng này giống như không biết gì hết trên đời vậy. Yếu quá. Giờ cứ la cứ lên. Dạ con, cô nói sao? Cảm ơn anh Thông Quân. Dạ thôi cô nói không nổi rồi, cô khỏi nói ăn được, không sao cô học. Rồi ở nhà nghe nó giọt nước mưa rồi luôn hả? Dạ trước thì có giọt á. Giờ hết chưa? Giờ thì mẹ con kêu người phụ lấy mấy tấm chăn để lên máy đỡ ướt, đỡ giọt. Rồi lên đây chăm sóc cho mẹ rồi giặt vũ rồi biết không Dũng? Dạ biết, có chú kia chỉ con ở dưới có chỗ giặt. Giặt là giặt ủi hả? Dạ. Vậy ha, vậy cũng được. Tội không biết phải làm sao. Nhớ nha, nhớ là ba điện tới rồi nói vậy nha. Dạ. Nhớ lời chú nói, cứ nói ba như vậy á. Dạ. Là ba sẽ, hay là ba có gia đình mới rồi? Dạ không có. Hả? Con không có thấy. Không biết hay đúng không? Không biết hay đúng con không? Con có lại nhà ba thăm rồi, nhưng không có có. Không có hả? Thôi được rồi. Dũng cứ chăm sóc cho mẹ. Tội cái tay này, cái tay đâu có cầm nắm lại được như mình đâu. Cứ vậy không à. Đó, rồi bóp ra cho mẹ thôi. Là con cắt tiền ha. Dạ. Tiền cắt đi. Mẹ nói con cảm ơn. Làm sao? Con nói sao? Cảm ơn các mạnh thường quân, cô chú anh chị cho tiền mẹ em khám bệnh. Chữa bệnh cái khám gì nữa, giờ mà khám gì nữa. Giờ biết bệnh rồi. Mẹ là bị ung thư cổ tử cung. Giai đoạn cũng khá là mệt nhỏ, mệt mỏi rồi. Tại vì khi mà xuống lầu này á. Ủa sao cô? Có hạch lên nữa nè cô chú anh chị. Có hạch ngay đây nè. Cô mới nói em nhỏ nè. Cô mới nói em nhỏ có cái hạch ngay đây nè. Sưng lên hả cô? Bữa đó nằm đây, giờ chạy lên đây. Nhảy lên đó rồi hả? Hơi dễ mệt rồi. Dạ. Trời ơi, giờ hạch nó nhảy lên cổ nữa kìa. Thôi thì cũng chúc hai mẹ con nhiều sức khỏe nha cô Hồng nha. Dạ. Đặc biệt là cô Hồng nha, cố gắng nha. Cố gắng, ở đây bác sĩ giỏi lắm, rồi người ta sẽ điều trị cho cô nha. Dũng cũng vậy nha. Dạ. Có gì không biết thì hỏi mấy chú ở trong phòng nè, chú hướng dẫn cho. Dạ. Rồi mẹ mệt quá thì chạy lên kêu bác sĩ nha. Biết kêu không? Dạ biết. Tại Dũng cũng chậm á, cho nên nhỏ dặn cho nó chắc. Và ví dụ không đành gì nữa thì điện cho chị hai nha. Dạ. Ở phải sạch sẽ nha, sao đồ đạc không xếp lại cho gọn đi. Để chút nữa trải chiếu ở đây nằm. Trải chiếu nằm ở đâu? Ở đây à. Rồi. Thôi được rồi. Bây giờ em nhỏ xin được chào tạm biệt hai mẹ con của chú anh chị. Nói chung chúc hai mẹ con được nhiều sức khỏe thôi, chứ bây giờ không biết như thế nào nữa. Em nhỏ cũng xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho đối với trường hợp của cô Hồng và cháu Dũng. Nói chung là câu chuyện mà của cháu Dũng ở bệnh viện này ai cũng biết, nhiều người biết lắm. Thấy thương là thương bởi vì Dũng nó có tật, rồi cũng chậm chậm nữa.
mà nuôi mẹ vậy á, người ta thương, nhiều người thương lắm, nhiều người biết rồi. Thôi em nhỏ xin cảm ơn quý khán giả nữa cũng đã theo dõi clip từ đầu đến giờ, và bây giờ em nhỏ xin được kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo ạ. À.